Xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hướng dẫn lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mình cái áo này gọi là áo gì nhỉ? Chung là một áo dáng free size, áo mặc ngoài cho mình nhá. Trông nó rất là năng động ấy ạ. Thì ở trong cái hướng dẫn này thì ở đây mình sử dụng sợi cotton gấu. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại sợi nào đó mà các bạn thích, hoặc là các bạn có thể chuyển sang cái loại sợi mà nó có chất len hay là độ lớn sợi nó nhiều hơn để mình mặc cho mùa đông. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn bạn các bạn theo số đo. Do vậy là các bạn có thể sử dụng cái sợi của các bạn để các bạn làm sản phẩm và các bạn tính số mũi bằng thông qua số đo ấy. Thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số cái mẹo nhỏ để có thể mình dễ dàng hơn thay vì cứ phải tháo ra bóc lại. Thì ở đây trong cái hướng dẫn này thì mình sử dụng sợi cotton gấu. Cái sợi này cỡ nó khoảng từ 1 đến 1,5 mm, vì là cái sợi nó xe không chặt, do vậy là nó mình sẽ chỉ nói ở mức tương đối về cái kích cỡ sợi như vậy thôi. Và sử dụng kim móc là kim 2,5 mm. Trên hình ảnh này thì các bạn có thể nhìn thấy ạ. Thì cái áo này mình móc cổ thuyền. Còn nếu mà các bạn muốn cái cổ phần ngực khoét sâu xuống một chút thì cái phần hai bên này của các bạn này nó sẽ dài hơn, và cái phần này nó sẽ thu nhỏ để nó nhọn xuống bên dưới. Ngược lại, nếu mà các bạn muốn cái phần này nó lên trên cao ấy, gần cổ một chút ấy, thì mình sẽ tăng cái phần này lên và giảm hai bên xuống. Hai bên này thì nó sẽ bằng nhau, nên là các bạn có thể chia tỷ lệ tùy theo ý các bạn nhá. Miễn sao hai bên này vai này nó cân với nhau thôi, còn phần giữa đằng trước và phần giữa đằng sau nó cân với nhau. Không bắt buộc ở đây thì mình sẽ là ba phần này là bằng nhau. Từ đoạn này đến đây là 1, đến đây cũng là 1. Nó đều bằng nhau hết. Cổ nó tròn đều. Do vậy là mình sẽ một cái mặt này mình sẽ tính số cm ấy, để mình chia cái nách này ra này thì mình sẽ chia là 3. Mình sẽ chia thành 3 phần bằng nhau. Như vậy là cả mặt trước áo và mặt sau áo thì mình sẽ phải chia 6. Do vậy là các bạn tính số đo vòng số đo của áo ấy, rồi mình chia cho 6 để ra số vòng mỗi phần. Cái này chỉ mang tính chất tương đối thôi, vì là một phần là như vậy, nhưng mà một phần sau thì mình sẽ phải chú ý một chút để cho nó đủ cái số hoa văn để mình dễ dàng thực hiện hơn. Tại vì nếu mà mình có tăng hay giảm ấy thì nó cũng chỉ rất là đơn giản thôi. Nó cũng chỉ là cái cổ của mình nó rộng bé lại một chút xíu thôi, nó không đáng kể nhiều lắm đâu. Đó là vài nét cơ bản về cái áo. Hình ảnh này mình vẽ mô phỏng thôi, trông nó cũng hơi xấu. trông nó cũng hơi xấu, các bạn thông cảm, mà có thể nó không được cân đối lắm. Thì ngoài ra là cái số đo dài áo này thì dễ rồi. Thì các bạn có thể cứ móc đến khi nào mà các bạn cảm thấy nó vừa với cái áo của mình là được. Ở đây thì mình móc áo nhiều màu, các bạn có thể sử dụng một màu duy nhất cho cả cái áo cũng được, không sao. Hoặc là bao nhiêu màu là tùy ý các bạn. Nhưng mà nếu mà móc nhiều màu ấy thì các bạn nên đo trước cái chiều dài áo nhá, để mình cân đối. Để mình cân đối được cái số cm cho mỗi màu ấy. Ở đây thì cái chiều dài áo của mình nó từ đây đến đây nó rơi khoảng 50, nhưng mà bạn để ý là nó sẽ chỉ chạy màu ấy, nó sẽ chạy vòng tròn. Mình sẽ móc thành vòng tròn như thế này. Đây là cái phần màu nó chỉ để từ đây xuống thôi. Thì nó rơi vào khoảng chỉ tầm nói chung là tùy. Nhưng mà các bạn cũng có thể cách sửa thôi, là xuống bên dưới thì mình cho cái phần bo áo ấy hay là nó nhiều màu hơn, cái đoạn của bo áo nó dài hơn hay gì đó, nó tùy. Nói chung là mình thích thế nào mình cứ triển thôi. Mà nhiều màu nó cũng có cái hay của nhiều màu, không nhất thiết là cứ phải bằng chẵn nhau, là từng này cái đoạn này từng này màu thì đoạn kia từng này màu thì nó mới đẹp. Như mình có nói là cái số đo cái chiều rộng cổ áo của mình ý, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 52 cm. Do vậy là mình sẽ lấy cái số mũi bính nhá, các bạn sẽ lấy dư ra cho mình. Thì một cái sợi cỡ khoảng từ 1 đến 2 mm này này, 1 cm của nó sẽ rơi vào, nó sẽ ít hơn 3 mũi. 1 cm, các bạn nếu mà các bạn đo ấy, thì nó sẽ ví dụ như cotton Việt Nam mà các bạn móc ấy thì các bạn sẽ đo ra là 1 cm nó sẽ bằng khoảng 3 mũi, nhưng mà khi mình móc lên ấy, thì nó sẽ có cái độ giãn ấy, độ rộng ấy, nên là nó không đến đâu. Cái sợi này nó to hơn,
mà cái lại to hơn cả sợi đó vì mình dùng nguồn kim to hơn nữa. Thì các bạn cứ lấy theo cái đó cũng được, công thức tính đó cũng được. 52 nhân với 3 thì bằng rơi khoảng 156 mũi. 156 mũi thì các bạn có thể cứ bóc thừa lên. Các bạn gây thừa lên khoảng 160 170 mũi nhá. Để mình đảm bảo là mình sẽ thừa. Thì đến lúc đến đủ số cm rồi ấy, thì mình sẽ không phải tháo ra nữa. Thì để tạo được mũi kế bính bắt đầu ấy thì các bạn cầm như thế này ạ. Khi mình nhặt như thế này, mình xoay một vòng. Rồi các bạn lấy dây, các bạn quấn quanh rồi lấy dây ra. Mình cứ tiếp tục như vậy. Các bạn xoay kim nhé, các bạn nhìn xoay kim nhé, để làm sao mà nó dễ qua ấy. Không, mình nhiều bạn cứ xoay ngang ngang kim như thế này xong bảo là nó không qua được, rồi nó mình cứ phải xoay khó, hoặc là mình phải xoay tay bên dưới, hoặc là mình phải xoay kim để cái đầu vào nó dễ thôi. Và mình móc lỏng tay thôi, các bạn móc áo lỏng tay thì áo sẽ mềm hơn. Các bạn cứ tiếp tục gây như vậy cho đến khi được khoảng được đến 160 170 mũi nhá. Các bạn dùng sợi to hơn, sợi len như cotton mill, cỡ sợi len ấy thì các bạn có thể nó sẽ ít mũi hơn đấy, thì các bạn cứ lấy 150 mũi hoặc các bạn cứ lấy thừa ra cũng được. Mình cắt bỏ thì cái phần sợi bính này nó cũng không tốn len là mấy đâu, mà tháo thì nó cũng dễ thôi. Đây là mình sau khi mình đã hoàn thành xong cái số mũi bính bắt đầu á thì mình bắt đầu sẽ đi vào hàng thứ nhất. Có nhiều bạn thì các bạn có thể đọc chat rồi xem nhiều chỗ thì họ sẽ hướng dẫn các bạn là sau khi móc xong mũi bính bắt đầu thì các bạn sẽ nối với cái mũi bính đầu tiên bằng một mũi trượt để mình kết thúc thành một vòng tròn. Tuy nhiên ấy thì đối với mình ấy thì có hai vấn đề là nếu mà các bạn làm theo một cái chat hướng dẫn nào đó với một cái đúng cái cỡ sợi và cỡ kim của họ, nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi, vì là họ có thể móc chặt tay hơn bạn hoặc là bạn có thể móc chặt tay hơn họ. Nhưng mà nếu mà bạn không sử dụng cùng một kim cùng một sợi thì các bạn không khó mà vậy, các bạn sẽ phải tính toán số mũi của các bạn để nó đủ cái số cm hay là như thế nào đó, thì nó sẽ rất là phức tạp khi mà mình nối vòng như thế, bởi vì nếu mà mình sai thì mình sẽ phải tháo ra làm lại. Nên là mình khuyên các bạn ấy thì các bạn sẽ sau khi đang làm thì mình cũng còn một cái hàng gọi là hàng bo cổ hoặc là viền cổ, bất kỳ cái mẫu nào đấy thôi, bao giờ cổ thì các bạn cũng sẽ thường sẽ viền thêm một hàng đúng không ạ? Thì cái hàng đó thì mình sẽ nối vào sau, còn ở đây thì mình sẽ cứ móc quay đầu và từ hàng thứ hai mình bắt đầu mình nối. Mình chia cái phần cổ áo ra thành 6 phần á, là rất khoảng 6 phần như thế này ạ. Thì bây giờ mình sẽ móc từng một đoạn một nhá, từ để tính số cm luôn. Ở đây là 8,6 cm này. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào mũi chân bính thứ tư, hai mũi kép. Cách để thực hiện một mũi kép ạ. Các bạn quấn một vòng quanh kim này. Đâm chân vào chân chân mũi dưới này. Mình quấn qua này. Kéo qua. Mình đi qua hai dây trước, sau đó thì lại đi qua hai dây tiếp. Cái này gọi là một mũi mũi kép nhá. Tương tự như vậy thêm một mũi nữa. Sau đó các bạn cách hai chân bính bên dưới ba cái mũi bính bắt đầu ấy, ba cái mũi bính ở đầu này mình coi là một mũi kép. 1 2 mình cách hai chân đến chân thứ ba mình sẽ móc ba mũi kép. 1 2 đó. Các bạn cứ móc như thế này nhá. Đến khi mình chân thứ ba này, các bạn cứ tiếp tục như vậy đến khi mình được khoảng 8,6 cm như của mình. Đó. Như theo cái số đo ví dụ của mình ấy, còn tùy vào các bạn nữa nha, các bạn móc cho trẻ con thì nó sẽ khác đấy ạ. Móc đến đây thì mình được khoảng 8 cm rồi, nó gần với lại cái con số mà mình cần ấy là 8,6 á, thì có nghĩa là mình sẽ thêm một cái bông nữa thôi, rồi mình sẽ chuyển sang cái cụm tiếp theo nhá. Thì các bạn chỗ này các bạn cũng cách hai chân này, 1 2 cách đến đây là 3 này. Vậy móc 3 mũi.
Đây là chỗ góc rồi ạ. Ở chỗ góc rồi thì các bạn sẽ móc 3 bính cho mình. 1, 2, 3. Móc bính đây. Các bạn móc ngay sang cái bính bên cạnh. 3 mũi kép nữa. Sau đó thì các bạn sẽ lặp lại cái số cụm từ đây đến đây để đủ cái số cm mà mình cần ấy là 2, 4, 6, 8 này. Các bạn không cần phải đo lại nữa. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhớ cho mình giúp mình một điều là ở cái phần vai này mình sẽ chỉ thêm mũi. Mình sẽ chỉ thêm mũi ở cái đoạn này thôi. Mình sẽ chỉ thêm mũi ở cái góc, những cái vị trí góc này, góc này. Do vậy là cái phần cái cầu vai này mình sẽ không thêm. Có nghĩa là cái đoạn từ đây đến đây sẽ là 8 cụm này. Từ đây đến đây sẽ là 8 cụm từ đây đến. Và mình sẽ thêm 3 bính này. Từ đây đến đây thì vẫn là 8 nhưng mình không thêm 3 bính. Và mình sẽ lặp lại 8 như thế này. Được, các bạn hiểu không ạ? Ví dụ như là đây là của mình này. Của mình là 8 này, tức là mình đang ở cái phần góc này. Mình đang ở phần góc này. Thì đến đây là mình sẽ đi lên 8 này. Đi lên 8 hoa văn nữa. Sau đó thì mình sẽ không thêm cái cụm này mà mình sẽ thành 16. Và mình thêm luôn 8 cái nữa, tức là thành 16. Bên này cũng là 16 này. Xong rồi 8 cái ở đằng sau lưng này. Đó. Các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé. Sau khi xong thì các bạn có thể nhìn cái hình, nhìn cái phần móc của mình để các bạn dễ hình dung. Để dễ hình dung thì các bạn có thể nhìn thấy là của mình nó sẽ thành hình chữ nhật như thế này. Cái cổ này nó không phải là cổ thuyền lắm đâu nhá. Lúc đầu mình có hơi nói lộn một chút đấy. Tức là cái cổ nó hơi tròn một chút đúng hơn. Thì các bạn có thể nhìn nó ra là hình chữ nhật như thế này. Thì các bạn có thể tưởng tượng tiếp. Ở đây nhá, mình sẽ nối với lại cái góc này là chỗ bắt góc đúng không ạ? Thì mình sẽ nối là 3 bính. Nó là 1, 2, 3 bính. Mình nối vào cái mũi đầu bằng một mũi trượt. Dạ. Các bạn nối vào vị trí này ạ. Các bạn nhìn thấy không? Mũi đây ạ. Nó hơi bị lóa ánh sáng một chút. Để mình sẽ móc sang hàng tiếp theo. Các bạn cứ lên sẵn 2 mũi bính nữa nhé. Để các bạn mình nói tiếp. Đây, hình chữ nhật như thế này. Thì các bạn có thể tưởng tượng ra cái áo của mình á, nó sẽ như thế này ạ. Đây. Sau đó thì mình sẽ thêm mũi dần ra để nó to ra thôi. Đó. Có thể thành hình rồi đấy ạ. À, như vậy thì cái hàng thứ hai, các bạn sẽ sang hàng thứ hai để các bạn bắt đầu sẽ nhìn thấy nó sẽ tăng mũi như thế nào. Cái phần thừa này, đây là phần thừa đấy, thì mình sẽ giải quyết sau. Mình sẽ đi lên hai bính này mình sẽ coi như là một mũi kép bắt đầu á. Thì các bạn sẽ móc vào cái chỗ đoạn giữa này nhá, đoạn giữa ngoài này này, chứ đừng móc vào mũi. Hai mũi kép nữa. Để dễ hình dung thì các bạn có thể nhìn thấy là cái góc này này, mình sau khi nối xong nó sẽ như thế này. Thì các bạn sẽ móc... mình nhầm một chút. Chỗ nối này các bạn để đẹp hơn ấy. Thực ra là những cái góc có nhiều khi là mình vừa làm vừa nghĩ nên là nó sẽ không được... Nó sẽ không phải là nó chuẩn 100% đâu, vì mình không làm lại sản phẩm ấy, nhưng mình hơi lùi ấy. Thì đến đây thì các bạn sẽ móc một mũi kẽ nửa kép nhá. Các bạn móc mũi nửa kép, tức là các bạn đi qua như này nó vẫn giống phần mũi kép này. Nhưng mà các bạn đi vòng quận đi qua luôn này. Cả 3 giây này. Đó. Thì sau đó các bạn lấy 2 mũi bính đi lên. Và mình móc thêm 2 kép nữa vào cái phần này. Hay các bạn có thể hiểu là tại cái mũi góc có 3 bính, các bạn sẽ móc cụm là 3 kép, 3 bính, 3 kép vào tại vị trí này. Sau đó thì các bạn móc sang bên này nhá. Các bạn móc vào giữa. Các bạn móc vào giữa hai cái cụm này. Các bạn móc 3 mũi kép. 1 2 3. Đó, các bạn cứ móc như vậy thôi. Sang chân bên cạnh, cái khoảng trống bên cạnh này mình cũng móc 3 mũi kép.
Đây sang cái chuẩn bị sang cái góc tiếp theo rồi. Sang cái góc tiếp theo thì mình móc như các bạn móc như mình nói đó. Là ba kép, ba bính, ba kép vào vị trí đó. Mình sẽ thực hiện luôn ạ. Đây. Cái vị trí bắt góc của chúng ta có ba bính thì mình sẽ móc vào đây là ba kép này. Móc luôn vào giữa nhá, không phải móc vào mũi bính đâu nhá. 1 2 3 bính. Ba kép tiếp. Cái áo này cực kỳ đơn giản luôn á. Các bạn cứ móc như vậy thôi. Đó, sau đó thì mình lại móc vào giữa cái cụm ba bính này. Các bạn cứ móc vậy đến hết hàng, đến hết cái hàng ấy. Đến hết hàng thì các bạn sẽ lại móc ba kép. Đấy, các bạn có thể tưởng tượng như thế này. Các bạn lại móc ba kép vào vị trí này. Các bạn lại móc ba kép vào chân này và vào giữa này. Sau đó thì mình móc vào ba bính. À nhầm, không phải ba bính nhá. Cách nối như lúc nãy mình vừa nối ấy. Đến đây này, ba kép này, ba kép xong các bạn móc một bính thôi, một bính thôi, rồi các bạn móc một mũi nửa kép vào cái vị trí đầu mũi bính này này để mình nối lại cho nó ra cái để cái chỗ móc của mình ấy nó ra chính giữa của cái đoạn này thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn cứ móc như vậy. Mình sẽ hướng dẫn lại cái phần nối đấy thêm một lần nữa nhá. Các bạn chờ mình móc hết cái hàng này. Đây là vị trí góc đây ạ. Các bạn sẽ móc này. Vị trí kết thúc hàng ạ, vị trí góc và kết thúc hàng, các bạn sẽ móc một bính này. Móc một mũi kép này, một vòng kim này qua cái vị trí bắt đầu này. Các bạn đi qua này. Sau đó mình lấy dây này, mình đi qua một lượt. Lấy dây này, mình đi qua một lượt ba hàng luôn. Và hai bính đi lên là hàng tiếp theo. Là các bạn chốt lại, mình hướng dẫn luôn cách cái cách mà để các bạn nếu mà các bạn nào cũng muốn đổi màu nhá thì các bạn này các bạn chốt luôn chỉ tại đây, các bạn cắt và chỗ cắt dây và chốt luôn chỉ ở đây này. Sau đó thì mình cũng tạo mũi bính bắt đầu rất dễ thôi, và các bạn sẽ lấy qua đây thôi. Các bạn sẽ lấy cái mũi bính này qua. Rồi mình móc hai bính đi lên này. Các bạn móc tiếp hai kép. Sau đó thì các bạn cứ tiếp tục móc bình thường. Đối với các màu đấy. Các bạn cứ tiếp tục như vậy nhá. Đây ạ, cái áo của mình như thế này. Đó. Các bạn tưởng tượng ra nó như thế này. Khi mình mặc thì hai cái bên này sẽ ngã hơn này. Các bạn có thể các bạn móc chéo ra thì nó sẽ tăng mũi cái phần này ra ấy. Thì các bạn sẽ tính cho mình này. Đây, các bạn sẽ tính cho mình từ giữa từ giữa cái góc hai bên này là cái mũi bính giữa này. Số đo từ đó hai bên này. Cái phần này sẽ là phần đi qua ngực của mình. Do vậy là các bạn sẽ tính là ví dụ như cái số đo vòng ngực của mình nó rơi vào khoảng 80cm đi. Thì cái mũi mặt lưng và mặt trước sẽ là 40. Thì các bạn móc đến khi nào mà cái phần này nó tăng ra đạt đến khoảng 50cm hoặc là 45. Tùy theo các bạn mặc, các bạn muốn mặc áo cánh rơi rộng hẳn hay là các bạn muốn nó nhỏ hơn, nhưng mà mình nghĩ là cái mẫu này ấy, thì các bạn nên móc rộng hẳn ra. Đấy, tự dưng mình lại nhớ ra cái tên nó là áo cánh rơi đấy ạ. Thì các bạn móc ra đến khi nào mà cái phần này nhá nó to hơn cái phần, nó phát rộng hơn cái phần cái vòng ngực của mình ấy, các bạn phải chui vào luôn để có thể thử để các bạn lại cảm thấy như thế nào, là các bạn thoải mái. Thì lúc đấy mình sẽ nối hai cái phần nách này vào với nhau. Thì đến cái đoạn đó thì mình sẽ giữ các bạn tiếp. Như các bạn có thể thấy thì đây là cái hình dạng của cái áo của mình ấy. Sau khi mình móc xong cái phần thân trên ý, đến đây thì mình bắt đầu mình sẽ chia ra là thân áo và hai tay áo. Các bạn có thể hình dung cái áo của mình là mình sẽ cái phần cổ gập lại thì cái phần cổ nó sẽ như thế này đấy ạ. Nó sẽ như thế này ạ. Đây là phần cổ áo của mình ạ. À.
thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ bo hai cái bên tay áo và bo phần thân áo. Thì dáng áo nó khá là rộng, các bạn có thể là bo sớm, sau đó thì mình sẽ móc tiếp để thành cái thân dưới và thành tay áo, hoặc là các bạn có thể móc dài để nó thành hẳn thành cánh rơi, là các bạn đến đến gấu áo thì các bạn mới thôi và các bạn mới chia thân và chia bo thân và bo tay áo ấy ạ. Thì ở đây để bo thân áo, chia tay thân và tay áo ấy, thì đến cái hàng mà chia ấy thì các bạn vẫn móc bình thường cho mình, là các bạn vẫn lên hàng mới ạ. Các bạn vẫn lên hàng mới, các bạn móc hết cái cạnh trước ấy, cái cạnh ngắn ấy. Các bạn móc hết cái cạnh này ạ thì mình sẽ dừng lại. Thì đến đây là mình hết 3 mũi kép đúng không ạ? Thì các bạn sẽ không móc tiếp sang cái hàng bên này, các bạn sẽ không móc 3 bính mà móc tiếp sang cái cạnh bên nữa, mà các bạn gập lại ạ. Các bạn móc trực tiếp cho mình sang góc bên này ạ. Đây ạ, cạnh tay áo đây ạ. Thì mình sẽ móc trực tiếp luôn vào bên này ạ. Các bạn, nó hơi nặng. Các bạn móc 3 kép luôn ở bên này. Sau đó thì mình sang luôn cái ô bên cạnh này, mình móc 3 kép ạ. Tức là mình sẽ bỏ qua cái phần tăng mũi đấy ạ. Và mình nối hai mặt lại với nhau để tạo thành cái ống thân và ống tay ạ. Đấy, các bạn cứ tiếp tục như vậy, các bạn cứ móc nối như thế này ạ. Các bạn cứ móc nối như thế này cho đến khi sang đến cái đầu bên này. Đầu bên cạnh này thì các bạn cũng nối tương tự như vậy. Các bạn cũng nối hai góc vào với nhau để mình thành cái ống thân áo. Sau đó thì khi nào mà mình sẽ bo gấu khoảng 5 hàng, nên các bạn tính toán cái chiều dài áo của các bạn ấy, các bạn trừ lại 5 hàng ấy, trừ lại khoảng tầm 5 hàng thì các bạn xem tiếp cái cách bo gấu bằng cái mũi móc ngoặc trước ngoặc sau nhá. Đây là sau khi mình nối đã đến cái cạnh sau ấy, cái góc sau ấy, thì các bạn móc 3 mũi kép rồi các bạn nối luôn vào cái vị trí cái hàng bắt đầu của mình ấy, cái chỗ mà hai bính đi lên để bắt đầu ấy, thì các bạn nối luôn vào. Rồi qua hàng sau thì các bạn móc tiếp bình thường hai bính lên rồi mình móc vào giữa cái khoảng trống này này. Hai kép nữa. Đó. Sau đó thì các bạn quay ra các bạn móc bình thường. Đấy là đối với các bạn móc thêm nhá, còn nếu mà các bạn muốn bo luôn ý, thì các bạn sau cái hàng này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc bo vào. Trước khi đi vào cái hàng bo gấu ấy, cái hàng tạo gấu áo ấy, thì các bạn có thể các bạn tính giúp mình nhé, là cái khoảng cách giữa hai bên thân áo mà mình vừa tạo này nó là bao nhiêu. Ở đây thì mình móc xuống đến đến cái phần eo bụng rồi ấy, phần gần cặp quần đấy, thì mình sẽ tính theo cái số đo vòng bụng. Cái số đo vòng bụng nó chỉ khoảng hơn 60 phân thôi. Và ở đây thì mình đo cái phần từ bên này sang bên này đã là 62cm rồi. Như vậy thì mình sẽ giảm. Mình cũng không giảm bằng vòng đấy đâu, nhưng các bạn, mình chỉ muốn nhắc các bạn là các bạn lưu ý thôi. Vì là nếu mà các bạn giảm y hệt như mình mà cái khoảng từ đây đến đây này các bạn kết thúc sớm hơn ý, nó sẽ bị, nếu mà các bạn giảm giống mình thì nó có thể bị bé hơn, còn mình thì bị rộng hơn rồi. Ở đây thì mình sẽ giảm từ 3 mũi xuống còn 2 mũi, tức là sẽ bằng 2/3 thì chắc chắn là sẽ rộng rồi. Các bạn chỉ lưu ý với cái chỗ đó thôi. Còn thì các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi vào một cái khoảng vào giữa đó. Các bạn vẫn đi lên hai bính như bình thường nhé. Các bạn vẫn đi lên hai bính như bình thường này. Mình đi một kép này. Tương tự sang cái ô bên cạnh. Ô bên cạnh mình cũng đi một kép thôi. À, hai kép. Từ 3 mình giảm xuống còn 2. Bên này cũng vậy, 2. Để cái phần gấu của mình nó bo vào được nhiều và nó không quá rộng. Như vậy ạ. Các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết cái hàng này ấy, thì mình sẽ chuyển sang ngoặc trước ngoặc sau ạ.
khi mình đã bo một hàng ghép xong rồi nhá, mình giảm mũi á, thì đến cái hàng tiếp theo các bạn sẽ đi là mũi ngoặc trước và mũi ngoặc sau, thì cái mũi hai cái mũi bính đi lên của mình ấy, mình sẽ coi nó là một cái mũi ngoặc sau. Các bạn đi lên hai mũi, các bạn coi đó là một mũi ngoặc sau nhá. Để thực hiện mũi ngoặc trước các bạn quan sát ạ. Mình vẫn thực hiện mũi kép bình thường thôi, nhưng mà tuy nhiên ý, thì các bạn sẽ không đâm vào đây mà các bạn sẽ đâm xuống vòng qua cái mũi. Vòng qua cái mũi như vậy để làm nổi cái mũi của mình lên. Và thực hiện giống như mũi kép bình thường. Còn đối với mũi ngoặc sau ấy thì thay vì đằng trước thì các bạn sẽ vòng ra đằng sau. Các bạn vòng qua đằng sau các bạn đi qua. Để nó cái mũi nó chìm xuống phía sau. Cứ như vậy. Một ngoặc trước một ngoặc sau, nó sẽ trông nó sẽ giống như là mình đan một lên một xuống để tạo gấu ấy. Đấy, các bạn cứ tiếp tục như vậy. Các bạn hàng thứ hai ấy, hàng sau đó ấy, thì các bạn cũng tiếp tục như vậy, hai cái mũi bính đi lên các bạn coi là một mũi ngoặc sau, cái mũi nổi thì mình vẫn móc với mũi nổi, cái mũi chìm thì mình vẫn móc với mũi chìm, để nó tạo thành cái gấu, cái đường gân áo ấy, nó sẽ bo lại và sẽ có tự độ chun một chút chun của cái phần gấu áo này. Các bạn cứ lặp lại như vậy nhé, khoảng thêm 4 hàng nữa thì mình có thể kết 4 đến 5 hàng á, thì các bạn có thể kết thúc cái phần gấu này. Phần gấu áo dưới này, và mình sẽ lặp lại tương tự cách tạo gấu áo như vậy với hai cái phần tay áo ạ. Đây là sau khi mình đã móc xong cái đường viền của áo ấy, mình chỉ móc đơn giản nhỏ như thế này thôi. Đến cuối cùng thì sẽ là bước dấu chỉ. Để dấu chỉ thì các bạn để cái phần chỉ thừa, như mình bảo là các bạn để cái phần chỉ thừa nó dài ra nhá. Mình giấu ở chỗ nhiều màu cho các bạn xem. Đến cái chỗ, những cái chỗ mà chuyển màu như thế này thì các bạn phải giấu màu nào vào với màu đấy này. Mình để dây dài như thế này thì nó sẽ rất là chắc. Một phần là chắc và một phần là nếu mà nó có bị tuột ra ấy, khi mà mình giặt rũ hay là mắc vào đâu ấy thì mình cũng sẽ rất dễ khắc phục. Mình có thể giấu lại dễ dàng. Kể cả khi tuột mũi. Các bạn luồn dưới những cái mũi, luồn bên dưới những cái mũi móc của mình. Các bạn làm sao cảm thấy cái đầu kim mà mình đi qua ấy, nó cảm giác nó chặt. Chứ đừng kiểu đâm kiểu lỏng lẻo nhá. Sau đó thì cứ được một ít thì các bạn lại đâm ngược lại như thế này, giống như kiểu mình thắt nút ấy. Thì nó sẽ chắc hơn. Sau đó thì mình cứ đâm liên tục như vậy đến nhiều chỗ vào nhá. Mình làm nhiều thì nó sẽ chắc, nó sẽ dài và nó sẽ chắc, càng chắc hơn. Những cái chỗ gần gần này để giấu dễ nhất này. Thì cái mũi của nó khá là dày và chắc. Các bạn cứ đi như vậy. Khi hết cái chỉ này hoặc là khi nào mà nó cảm thấy vừa đủ rồi. Nhưng mà nói chung là càng nhiều càng ít. Cứ giấu dưới những cái mũi móc của mình như vậy. Nhiều thì chắc. Sự cố giải quyết nó dễ dàng. Mình đã hoàn thành xong cái hướng dẫn mà móc cái áo cánh rơi như thế này ạ. Đây là tay áo này, thân áo này. Cái cam mình đang để hơi thấp nên là mình không thể bao quát được cả cái áo. Nhưng mà các bạn nhìn hình là các bạn biết rồi đúng không ạ? Chúc các bạn thành công, chúc các bạn thành công với cái sản phẩm này, và ngoài ra sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm đẹp hơn nữa. Khi nào hoàn thành xong sản phẩm thì các bạn đừng quên khoe với mình nhá. Các bạn có thể tương tác với mình qua cái kênh Facebook á, để mình cùng chia sẻ với nhau. Và có gì thắc mắc ấy, thì các bạn có thể để lại ở dưới comment, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất có thể. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể trao đổi với mình bên Facebook nữa. Cảm ơn các bạn đã dành toàn bộ sự kiên nhẫn để ngồi lắng nghe cái clip hướng dẫn của mình. Mặc dù mình cũng không biết là nó có thể nó dễ nghe hay không. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.